Dạ con chào sư, thưa sư, khi con dâng y Ca Thi Ná thì con có nguyện là với quả phước dâng y Ca Thi Ná sẽ là nhân duyên lành để con chứng đắc đạo quả A-La-Hán, Tam Minh Lục Thông, Tứ Tuệ Phân Tích. Vậy lời nguyện của con có thành tựu không thưa sư? À, về câu hỏi này á, thì sư đưa ra quý vị một cái ví dụ nghe. À, bây giờ mình muốn định cư ở Mỹ đi, à thì nó có nhiều lựa chọn. Một là định cư theo kiểu là mình tị nạn, tức là mình trốn bằng cách nào đó mình vô được biên giới, rồi mình tìm cách mình tị nạn lại ở Mỹ, nó cũng là một cách. Cái thứ hai á, là mình đi xuất khẩu lao động rồi mình trốn lại ở đó, nó cũng là một cách. Rồi mình đi rồi bằng cái diện là hôn nhân rồi mình ở lại đó thì cũng là một cách. Rồi còn cái diện là mình cái diện đầu tư, tức là mình đem một đống tiền tới mình đầu tư vô đất Mỹ, rồi nhờ như vậy người ta cấp thẻ xanh cho mình, đó cũng là một cách. Rồi còn một cách nữa, mình là nhân tài, mình là nhân tài thì Mỹ sẽ tìm cách bằng mọi cách, nó mời mình, nó dụ mình, bằng mọi cách nó đem mình về để mà nhập quốc tịch cho nó, nó cũng là một cách. Tức là nó có nhiều cách khác nhau, tùy thuộc mình là ai và mình có cái gì. Chứ còn mình ví dụ như một cái người thất học, không có bằng cấp, cũng không có công ăn chuyện làm, tiền thì cũng không có, mà cái học thức không có, tài năng không có, không có cái gì hết trơn, mà mình đòi thằng Mỹ nó phải qua đây, nó thỉnh mình qua bển nhập quốc tịch cho nó, quý vị thấy cái chuyện vô lý không? Tức là mình phải có cái gì đó. Nếu như mà mình thuộc cái dạng nào thì mình sẽ đi theo cái dạng đó, tùy theo khả năng của mình. Tương tự như vậy, đối với phước mà mình nguyện á, quý vị muốn nguyện tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, mình phải tạo phước thiệt là nhiều tương ứng với cái vị trí mà mình mong muốn. Quý vị nghĩ tam A-la-hán, tam minh lục thông tứ tuệ phân tích là cái loại mà hạng tầm thường hả? Không có, hạng cao cấp à. Muốn cao cấp là mình phải làm phước kiểu cao cấp và phải nhiều lắm, làm nhiều, hành nhiều. Và xin thưa là bản thân cái phước á, quý vị tạo mà cái phước bố thí thì với cá nhân của sư chưa đủ. Bởi vì á, cái phước quý vị bố thí thì nó còn cần như thế này. Tại vì sao? Tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ phân tích á, muốn có được như vậy, chúng ta phải có sự rèn luyện những kỹ năng tương ứng. Đó là gì? Từ vô ngại giải. Là bây giờ á, mình phải học, mình rèn luyện bằng cách là mình tinh thông ngôn ngữ. Bây giờ mình học, mình có tiếng Việt rồi, học tiếng Anh, học Pali, học tiếng Miến Điện, học tiếng Thái, rồi học tiếng Đức, học tiếng Pháp. Học càng nhiều ngôn ngữ càng tốt. Tức là mình rèn luyện khả năng tinh thông ngôn ngữ. Mà mình học ngôn ngữ nào là mình phải xài được, giao tiếp tự nhiên, thậm chí là dịch thuật được luôn. Phải rèn kỹ năng đó. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại giải. Tức là khi mình đọc kinh á, mình phải ráng mình phân tích ý nghĩa trong từng câu pháp, trong từng câu kinh, những lời của Phật dạy. Mình phải học. Thí dụ như một vấn đề, mình phải nghĩ đầu tiên á, mình tập một vấn đề, mình sẽ đầu tiên là mình hiểu vấn đề đó trước cái đã. Rồi sau đó mình tìm 5 chi phần liên quan tới vấn đề này, rồi 10 chi phần liên quan tới vấn đề này, rồi 20 chi phần liên quan tới vấn đề này. Quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất á, một câu pháp mà Ngài có thể tìm được gọi là 80.000 chi phần liên quan tới vấn đề đó. Thì mình phải rèn luyện cái đó. Rồi cái thứ ba là pháp vô ngại giải, là mình phải rèn luyện là bất kỳ cái gì, hình ảnh gì, sự kiện gì, bất kỳ cái gì đều có thể liên tưởng đến pháp được hết. Thí dụ như bây giờ sư nhìn cái điện thoại thì sư phải có cái pháp nào nó liên quan tới điện thoại. Lấy cái điện thoại đó,
nó sẽ có cái tương ứng, cái hình ảnh, cái sự liên tưởng gì nó liên quan tới pháp mà có thể nói. Hay là bây giờ sư nhìn ở đây có 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 con người đang ngồi ở đây thì phải có cái gì đó liên quan tới con số 12. Nó nhảy trong đầu sư ngay lập tức, nó nhảy ra và sư có thể thuyết pháp ngay vấn đề đó. Mình phải rèn luyện như vậy, tức là cái khả năng nhạy bén nhìn bất kỳ vấn đề nào đều có thể liên tưởng đến pháp. Rồi và cuối cùng là biện tài vô ngại. Đây là cái sư đang làm với quý vị nè. Đó là gì? Bất kỳ ai hỏi vấn đề gì, hỏi tới mình đều có thể trả lời một cách nhanh chóng, không ngăn ngại. Phải rèn luyện bốn cái vô ngại giải đó. Tức là mình muốn có bốn vô ngại giải, mình phải rèn luyện chứ đâu tự nhiên có. Cho nên á, mình phải muốn thì đó là điều tốt, nhưng mà mình phải tạo phước và mình phải rèn luyện, mình phải tu tập để mình có được cái kỹ năng tương ứng với nó nha, chứ không phải tự nhiên mà được.